Tin tức nóng hổi, tỉnh Gunma. Bởi AI của Taiseki FM. Lễ hội Hoa Hướng Dương được tổ chức tại thị trấn Tamamura. Lễ hội Hoa Hướng Dương làm sống động tài sản văn hóa vật thể đã được đăng ký cấp quốc gia khu dân cư của gia đình Saiga ở thị trấn Tamamura. Nó được tổ chức vào ngày 20 và 21. Trên cánh đồng phía tây ngôi nhà, khoảng 10.000 bông hoa hướng dương đang nở rộ. Nhiều bậc phụ huynh và trẻ em có thể ngắm cảnh dưới bầu trời trong xanh. Chúng tôi rất thích chụp ảnh kỷ niệm và ăn những món ăn ngon. Khoảng 50 cư dân Tamamura đã tạo ra các mê cung và điểm chụp ảnh trên cánh đồng nơi họ gieo hạt vào tháng 5.